Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam đang tăng nhanh. Năm 2012, 112,3 bé trai, chỉ có 100 bé gái. Dự báo, đến năm 2050, có khoảng 2,3 đến 4,3 triệu nam giới sẽ không có khả năng kết hôn hoặc phải kết hôn với người nước ngoài hoặc phải kết hôn rất muộn. Điều này sẽ dẫn tới cấu trúc gia đình bị tan vỡ, phụ nữ sẽ càng bị đối xử bất bình đẳng. Bạo hành giới, nạn mua bán dâm, bắt cóc, buôn bán phụ nữ và trẻ em gái cũng gia tăng. Không lựa chọn giới tính thai nhi vì sự phát triển bền vững của đất nước.